Chị chỉ chứng minh này. Chị kêu cứ đem mình cua xí nữa chị về chị ghé. Còn 20 phút nữa chị. Mới bạn hả? Dạ. Giang cu nó cũng đi học á chị. Ngủ con út mới đã. Ngủ mi nó đâu có dài đâu. Dạ dạ. Dạ chị cứ đi đi rồi quay lại. Dạ em mở nó luôn.
ấy là ở chợ vậy chị cứ đi đi. Dạ. Này mình đang được cái đúng. Một cái nãy này. Nãy khác này. Hồi nãy là con Uyên con bà Trang phải không? Không chịu mà nàng em. Mày kiểu mày khó chịu nhanh nhanh không? Mày nó hát nhạc người lớn rồi chứ nó hát nhạc tình yêu. Nghe bà nó mở nhạc như vậy nè. Bà cho đi. Dạ, cảm ơn cô. Nó sợ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ.
Nhanh. Nó là nó quay ra đâu có đi gì đâu. Đi chậm chậm chứ. Với lại nhà anh cu nó về nó đi hợp nữa nè.